Robot này đầy rác này, đã báo này là đầy rác nha các bác nha. Con này về thay đây, mình rác nằm ở hộp đây, nhấn xuống rồi các bác rút ra thôi, biết ngay mà đầy rác. Rồi để tháo đưa nó vào thùng rác mới được. Đây các bác tháo, đây là miếng lọc. Đây các bác nhấc cái này, nhấc lên để nó có cái dây rút ra. Đấy, con này là nó hút bụi ngay đây này. Bụi này là kinh lắm. Này đây bàn chải. Ý. Bụi mịn nhớ nha. Kinh quá. Tạm thời để qua bên này, em sẽ vệ sinh này, cái này sau, cái này bụi lắm. Rồi em sẽ tháo con này ra, cầm bẻ ra thôi. Đấy. Rồi vệ sinh ở trong. Cái đây mới là quan trọng, bác đừng có rửa nha, rửa cái này là hỏng luôn à. Cái này nó bằng giấy để nó nọc mùi mịt, nó hút lên khỏi vào máy. Bụi quá, toàn bụi mịn thôi. Rồi tạm gắn vô đây đi, gắn cho đúng nha, gắn sai là hư hình đó. Đẩy lại, bấm nó kêu về tắt. Rồi. Đấy, xong vệ sinh xong rồi, chút nó vô lại. Chỉ đẩy nó vô thôi. Bây giờ các bác thấy hết báo rồi. Rồi tiện thể vệ sinh luôn cái ui ui. Em sợ con robot em luôn, tóc tai hơi bị nhiều. Đây các bác tháo ra nha, trường hợp tóc dính ở đây các bác phải tháo như này này. Đó, nhấn hai kẹp rồi rút ra. Đấy, may nó lâu được làm vệ sinh. Ui chà, này toàn lông chó không. Bác lưu ý nha, đây mấy cái chốt này nè. Rồi xong rồi các bác gắn lại nha, gắn đúng chiều nha. Đây giờ anh thành này. Đấy. Nhà nuôi nhiều quá. Sau khi gắn xong lại với các bác nhấn được thôi. Đó, cho cái tắt nhé. Xong. Đó, giờ đến đi con này quan trọng này. Con này nó dính hơi cứng. Đây, con này cũng quan trọng nha. Các bác đừng có giật nha. Giật ra là gãy cái chổi. Nó có hai cách để các bác lấy mấy cái này ra này. Một là các bác lấy cái kéo cắt viền viền xung quanh, còn em đây em ký em có tô vít em chơi luôn. Đó, em vặn tô vít dẹp nha các bác nha. Đấy, em theo tháo luôn. Đây là kỹ nha, còn mấy bác nào lười lười là cứ lấy dao phang cho em được. Nó dính cái này cơ mà. Đấy, nó dính cả bên trong luôn. Lông chó nó dày quá. Các bác gỡ cẩn thận nha, không nó bị gãy.
Rồi sau khi xong hết rồi các bác gắn lại nha, nó có khớp nha. Các bác phải... Rồi chắc rồi, các bác kiểm tra mấy cái bánh xe này coi có cái tập lông cột tóc gì không nha. Hiện tại hết. Rồi con này tương đối sạch. Nó chỉ quấn tóc lông rồi của cái này